4 combo hẹn hò mát lạnh, sang chảnh chưa đến 400k cho giới trẻ Sài Gòn trong mùa hè này. Ăn uống, xem phim, cà phê, dạo phố hẹn hò giữa mùa Sài Gòn khi nắng nóng đổ lửa, lúc mưa rào bất ngờ không hề đơn giản với các cặp đôi. Thế nhưng, không gì ngăn được giới trẻ máy mó tìm ra những trải nghiệm mới lạ, những combo hẹn hò vui độc mà không phải đi xa, mà vẫn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhau. Hẹn hò mát lạnh tại sân băng như phim Hàn Quốc. Sài Gòn chẳng thiếu chỗ trốn nóng, nhưng vừa tránh cái nắng gay gắt của mùa hè, vừa tận hưởng không gian lãng mạn như phim Hàn Quốc, thì chỉ có thể là đến sân trượt băng. Tham gia thử thách dành cho các cặp đôi tại sân băng. Chẳng có gì khó để trải nghiệm một buổi hẹn hò như mơ, trên sân băng lãng mạn giống trong phim Hàn Quốc ngay tại thành phố quanh năm nóng. Sân trượt băng Vincom Ice Ring, tại tầng B một tòa tháp lan mắc 81 chính là địa điểm hẹn hò được yêu thích nhất trong hè này là sân băng lớn nhất Việt Nam với sàn băng thật dày tới 100mm. Sân băng này mang đến không gian mát lạnh và lãng mạn không khác gì tại nước ngoài, nơi các cặp đôi tận hưởng những phút giây tập trượt băng đáng yêu, gần gũi trong âm nhạc du dương. Sân băng đã trở thành nơi đầu tiên chính thức hẹn hò của nhiều cặp đôi, nơi biến Cruz thành người yêu hiệu quả nhất. Nắm tay Cruz dậy trượt băng là điểm tựa vững chắc cho Cruz bám, sẽ dễ dàng xóa tan khoảng cách ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên thưởng thức bữa tối trên mây và cà phê ngắm sao đầy lãng mạn tại Lan 81 Skyview. Không chỉ đơn thuần cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn, từ độ cao kỷ lục tại tòa nhà Lan Mắc 81, các cặp đôi có thể trải nghiệm một bữa tối không thể lãng mạn hơn, trong không gian của nhà hàng và quán cà phê Miwaku với hai mặt kính trong suốt, nhìn ra thành phố lên đèn vào mỗi đêm. Trải nghiệm buổi tối lãng mạn cùng những vì sao, bí quyết dành cho một buổi hẹn hò lãng mạn chính là không gian ấm cúng, dễ chịu giúp bạn dễ dàng trò chuyện, chia sẻ những điều ngọt ngào thầm kín mang hơi thở của phong Nhật Bản kết hợp với châu Âu hiện đại, nhà hàng nằm trên vị trí cao nhất thành phố, càng trở nên lộng lẫy bởi hệ thống đèn lung linh vào buổi tối, tạo không gian tuyệt đẹp cho những bữa tiệc hẹn hò lãng mạn. Không gian sang chảnh tuyệt đẹp dành cho những buổi hẹn hò lãng mạn, hẹn hò phiêu lưu, vừa thoát tim, vừa ngọt ngào. Không cần phải cùng nhau lên rừng xuống biển, treo đeo lội suối mới có cảm giác phiêu lưu và mạo hiểm, chỉ cần đủ dũng cảm, lên tầng cao nhất của đài quan sát Landmark 81 Skyview thôi. Ngoài việc ngắm nhìn bầu trời cùng nhau, Landmark 81 Skyview còn dành một khu vực cho những tay chơi ưa mạo hiểm săn, trải nghiệm liều lĩnh khi bước ra không gian bên ngoài từ tầng 81. Cùng nhau trải nghiệm vươn tay chạm đến bầu trời, với bộ đồ bảo hộ an toàn, các cặp đôi có thể thử thách lòng dũng cảm của cả hai khi bước trên cầu Skytorch, ngắm nhìn Sài Gòn theo một cách khác biệt tại khoảng cách gần 400m từ trên cao hay thử, với tay chạm bầu trời. Câu kính Sky tại đài quan sát Lan 81 Skyview hứa hẹn không chỉ là một trải nghiệm phiêu lưu mạo hiểm đầy mới mẻ, mà còn là địa điểm check-in cực kỳ độc đáo và ấn tượng cho các cặp đôi ưa hành động, trở thành bộ đôi phong cách với những bộ ảnh cực trendy. Ngoài khu ăn uống và mua sắm rộng lớn, tòa nhà Lan Mắc 81 với kiến trúc độc đáo, hiện đại đã trở thành thánh địa sống ảo cực chất với giới trẻ xài thành. Đi một ngày thôi mà chụp đủ các góc ảnh khác nhau đăng dần trong cả năm không hết. Các cặp đôi có thể tham khảo những view sống ảo tiềm năng và lưu lại ngay, cho bộ ảnh cùng nhau trên đi nhé. Bí để cho ra đời bộ ảnh xuất thần ở Lan Mắt 81, cứ tạo dáng là đẹp. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.